rồi. Tháng 3 là trúng thứ 5 nhân đó, dịp là lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng như là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là cửa hàng xe cao lê em giảm giá cái dòng SH này xuyên lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cho anh chị em mình luôn này. Riêng con này hôm nay em giảm 2 triệu cho anh chị em mình luôn này. À chơi lớn luôn, hôm nay xả 2 triệu luôn. Xả luôn. Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay thì một số lượng xe nó mới về anh em, thì mình quay cho anh em. Có quay Alpha này, quay S này, Surus này, AB này, đó, và Winner này, và nhiều cái dòng xe khác. Thì mọi người xem thì chú ý, địa chỉ vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, thành phố Giang Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có chị Hà, sẽ hỗ trợ giới thiệu mình chị Hà. Hello, lại là em nha anh chị em mình ơi. Cửa hàng xe máy Cao Lê nhé, 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Vâng, bên cửa hàng em ngày nào cũng có xe về phục vụ tất cả anh chị em mình nè. Hôm nay em và Việt sẽ tiếp tục like cập nhật báo giá những dòng xe mới về và những dòng xe đang có tại cửa hàng nhé. Anh chị em mình quan tâm bớt chút thời gian ghé tham quan mua sắm ủng hộ em nha. Và cũng sắp tới lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi. Vâng, trên chương trình của lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì bên cửa hàng em đang giảm giá rất nhiều về SH cho anh chị em mình nha. Mua đi chơi lễ chơi Tết nha anh chị em. SH là giảm 500 tới 1 triệu trên một chiếc xe, có chiếc giảm 2 triệu luôn nhé. Đấy nên anh chị em nào mua SH thì mình tranh thủ vào thời điểm này. Thứ nhất là được giá cả nó rất là dễ thương, và thứ hai nữa là lấy xe mình đi chơi lễ chơi Tết nha anh chị em mình nhé, thăm những người thân yêu nhé. Và cảm ơn các anh chị xa gần rất nhiều. Ngày nào bên cửa hàng xe Cao Lê em cũng được anh chị em trên mọi miền đất nước ủng hộ rất nhiều luôn. Em thay mặt cửa hàng chỉ biết nói lời cảm ơn, kính chúc tất cả anh chị em mình dồi dào sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường nhé. Em và Việt đi cập nhật giá xe cho anh chị em mình. Anh chị em mình vào xem like, nhớ cho em một like chia sẻ ủng hộ nha. Các anh chị, những người đặt cọc xe hôm nay thì em cũng đã xít xe rồi nè. Có con xe hôm nay em trai ở Nam Định. Đó, anh chị bạn ở xa mua mà ship thì bên cửa hàng ship như này á mọi người. Đúng rồi. Đó, Dương đặt cọc thì đang để đây, nhà xe có khả năng mai với lại bốc. Đấy, còn Bình Thuận rồi Bình Định, tức là xe đã bốc đi rồi nhá. Anh chị em mình nhận được xe nhớ cho em hay nhá. Vâng, em và Việt đi cập nhật luôn cho anh chị em mình này những giá xe này. Này em có chiếc AB 2010 cực kỳ đẹp luôn này. FE phun xăng điện tử nha anh chị em mình nhá. FE phun xăng điện tử này, cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ bạc. Biển số 61H1 17539. Máy móc êm zin nha anh chị em. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 13 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị em nhé. 13 năm cho một chiếc AB 2010 FI. Vâng, em mới về chiếc AB 2017 nè anh chị em mình nè. Màu đen bạc luôn nha anh chị em mình nhé. Đấy, màu đen kết hợp với màu xám bạc, khá liền lạc luôn. 2017, biển số 68 Kiên Giang nha anh chị em. Biển số 68 Kiên Giang này. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 20 triệu 500 ngàn đồng nha. Đấy, anh chị em nào lấy xe tại cửa hàng bớt lộc lá, ai ship xe về bao phí ship nhé. Anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng là bớt 300-500. Như SH cao rất là em bớt 1 triệu, có con bớt 2 triệu luôn cho anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng. Tùy theo giá trị xe nha anh chị em mình nhé. Vâng, đây em mới về chiếc Surus FE phiên bản 2021 nữa anh chị em mình nè. 68D1-80340. Đấy, màu cam đen này rất chi là đẹp luôn nha. Phiên bản mẫu mới nha anh chị em mình nhé. Mẫu mới 2021 nhé. FE phun xăng điện tử màu cam đen, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn này. Vâng, chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 15 triệu 300 ngàn đồng nha anh chị em. 15 triệu 300 cho một chiếc xe Surus FE phun xăng điện tử nha anh chị em mình nhé. Ai kết chốt nha. Vâng, đem mới về một chiếc xe Quay S máy 100 này anh chị em mình nè. Quay S máy 100 nha. Máy móc êm zin, dàn áo hao mòn theo năm tháng. Đấy, khá liền lạc luôn nè. Xe này là biển số 86Z1-4601. Này chốt đơn bán chiếc xe Quay S máy 100 này cho anh chị em mình với giá là 8 triệu 900 ngàn đồng nha anh chị em mình nhé. 8 triệu 9. Okay. Cho rồi, một chiếc xe Quay S máy 100 này. Ai thích Quay A máy 100 thì mình lấy Quay A máy 100 nha anh chị em mình nhé. Quay Alpha máy 100 phiên bản 2014 nha anh chị em mình nhé.
phiên bản 2014. Đấy. Máy móc êm ru cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại này. Mấy cái dòng máy 100 này là cày bừa rất như là bền luôn nhá. Xe này là biển số 61 Bình Dương luôn anh chị em mình này, 61D1 nhá. Chốt đơn bán anh chị em mình 10 triệu 700 ngàn đồng. 10 triệu 7 nha anh chị em mình. Rồi, Noza. Noza màu xanh nhám này anh chị em này, mới về đội này đẹp quá luôn này. Đấy, màu xanh nhám. Xe này biển số 61B1 25754. Khá là đẹp luôn, màu xanh nhám nha anh chị em mình nha. Kết hợp với cái yên màu vàng này rất dễ thương luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh này. Chốt đơn bán anh chị em mình 10 triệu 900 ngàn đồng. Cho một chiếc xe Noza màu xanh nhám biển 61 Bình Dương nha anh chị em mình nhé. Ai kết chốt nhé. Winner V1. Vâng, chiếc này là Winner V1 phiên bản 2018 màu đen nhám nha anh chị em. Máy móc êm rin biển số 59C2 81500. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 16 triệu 800 ngàn đồng nha anh chị em mình nhé. 6 triệu 8. Cho một chiếc xe Winner V1 này. Vâng anh chị em mình nhá, thích nô 5 mình chốt nô 5 này anh chị em. Novo 5 màu trắng xanh. Màu trắng xanh này biển số 67 An Giang nha anh chị em mình nha. Số 67 An Giang này. Chốt đơn bán anh chị em mình 7 triệu 900 ngàn đồng nha anh chị em. 7 triệu 9. Cho một chiếc xe Novo 5 màu trắng xanh. FI phun xăng điện tử máy cực êm nhá. Ai kết chốt nha anh chị em mình nhá. AB đầu bò. Ai thích AB đầu bò mình chốt AB đầu bò này. Đấy. Này là hai chiếc AB đầu bò ra đi rồi, một chiếc là về Nam Định, một chiếc thì về La Ghi Bình Thuận. Chiếc này 67 An Giang nha anh chị em mình nhá. 67 An Giang này. Đấy. Màu trắng xám đen ba màu phối hợp này. Chốt đơn bán anh chị em mình 10 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị em mình nhá. 10 triệu 500. Đấy. Ai thích AB đầu bò chốt đơn nha. Em có mấy chiếc vàng đen nữa nha anh chị em. Ai thích ra nớt mình nhờ chốt ra nớt anh chị em mình nhỉ. 93E1 14799. Ra nớt này là máy 125 nha anh chị em mình nhé. Đi rất kia là ok này. FI full xăng điện tử nha anh chị em mình. Vâng, hôm nay em bán chiếc ra nớt này cho anh chị em mình với giá là 13 triệu 900 ngàn đồng nha anh chị em nhé. 13 triệu 9. Ai kết chốt nha anh chị em. Đấy, liền lạc cứng cáp máy móc. Con này có em có hai chiếc Vio này. Ai thích màu đỏ bạc mình lấy màu đỏ bạc nha anh chị em. Đỏ bạc là biển số 61 Bình Dương. 61 Bình Dương nha anh chị em mình nhá. Bán anh chị em mình với giá là 6 triệu 500 ngàn đồng. Chiếc này là biển 60 Đồng Nai này anh chị em mình nè. 60 Đồng Nai nhá. Bán anh chị em mình 5 triệu 900 ngàn đồng. Anh chị em mình thích màu nào lấy màu đó này. Rồi. Này mất hai con ở ngoài đây này. Để giữa đường mất hai con rồi. Cái gì? Giữa trưa nắng mà mất hai con xe ngoài đường. Elegant 50cc nha anh chị em mình nha. 50cc cho con em mình học đi làm không cần bằng lái nè. Xe này là biển số 61CA00433. Bán anh chị em mình 8 triệu 300 ngàn đồng nha anh chị em mình nhé. 8 triệu 3. Đấy, ai kết chốt nè. Rồi, bên này có con Quay RX siêu nhân. Xe này là 2012-13 nha anh chị em mình nhé. Biển số 59V1-49820. Em bán anh chị em mình 9 triệu 500 ngàn đồng. 9 triệu 500. Rồi, Surus. Đấy, em có chiếc Surus này. Surus này máy êm này, máy êm zin này. Xe này vào một cái đồng hồ điện tử rất là đẹp luôn này. Này em dọa cái đồng hồ điện tử này. Khá là đẹp luôn nhá. Máy thì thầm một xuân luôn. Bán anh chị em mình với giá là 9 triệu 300 ngàn đồng thôi nha anh chị em mình nhá. 9 triệu 3. Cho một chiếc xe Surus khá liền lạc luôn, bánh căm thắng đĩa này. Rồi vào trong nhà này. Đây vào trong nhà đây rất nhiều xe luôn này. Sắp tới 10 tháng 3 rồi. Anh em nào mình xem clip này thì 10 tháng 3 mình ghi tới cửa hàng ủng hộ nha. À, đúng 10 rồi. Tháng 3 là trúng thứ 5 á mọi người. Dịp là lễ Dỗ Tổ Hùng Vương cũng như là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là cửa hàng xe Cao Lê em giảm giá cái dòng SH này xuyên lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cho anh chị em mình luôn này. Riêng con này hôm nay em giảm 2 triệu cho anh chị em mình luôn này. À, chơi lớn luôn, hôm nay xả 2 triệu luôn. Xả luôn. Xả lỗ luôn nhá. 2020. Khóa thông minh thắng ABS 150. Xe này chạy 5.900 cây này anh em này. Đấy, anh em mua xe và SH vào thời điểm này được giá rất chi là tốt luôn nhá. Xe này hai chìa khóa zin theo xe. Chính chủ bao công chứng biển 61 Bình Dương nhá.
Vâng, 85.500.000 đồng. Nhân dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng như lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, cửa hàng xe cao lê em giảm anh chị em mình 2 triệu đồng luôn. Giảm từ nay tới xuyên lễ luôn nhá. Ok. Đây, ai thích thì chốt nè. Rồi, riêng con này giảm 2 triệu này, còn con này em giảm 1 triệu này anh chị em mình nè. Con này là 63 năm 2022, biển số 95 Hậu Giang, xe này là 125 nha anh chị em mình nhá. 63 năm rồi em giảm, con này em giảm 1 triệu nha anh chị em, giảm 1 triệu này. Chiếc này lên form ý này anh chị em này, lên full ý luôn nhá. Em giảm 1 triệu luôn cho anh chị em mình này. 47 năm em giảm 1 triệu luôn, còn 46 năm này. Đấy. Còn riêng cái SH Mo này 29.9 em giảm 500k nha anh chị em mình nhá. Biển 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ok. Rồi. Vâng, chiếc này 2017 biển số 59 luôn. 34.9 rồi em giảm 500k cho anh chị em mình luôn. Tặng nhớ tặng nón đầy đủ nha anh chị em mình nhá. Ok. Tiếp tục SH lên ý này. Vâng, chiếc SH lên form ý nữa đây anh chị em mình nè. Chiếc này biển 60 Đồng Nai. Xe này chính chủ bao công chứng rồi 38.500 rồi em giảm 1 triệu luôn. Còn 37 năm cho anh chị em mình nè. Vâng, chiếc này là màu trắng xám đen 3 màu phối hợp biển 60 Đồng Nai luôn nha anh chị em mình nhá. 125, 43 năm rồi em giảm 1 triệu luôn. Rồi. Còn 42 năm cho anh chị em mình luôn. Con này có AB này. Này, còn số thành phố này dòng xe vừa tiền này giảm từ 300-500 anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng. Xe nào cũng lộc lá cho anh chị em mình nhá. Ai ship xe về bao ship không bớt nha anh chị em. AB 2010 trước màn hình tất cả anh chị em mình là biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình 13.500.000 đồng. 13.500. Vâng, Grander 2016 biển số 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 16.500.000 đồng anh chị em mình nhé. Màu xanh đen. Vision đen. Vâng, Vision đen nhám biển 94 Bạc Liêu. Em bán anh chị em mình 19.800.000 đồng. 19.800. Tiếp tục Vao 150 rồi. Vao 150 nha anh chị em mình nhé. Vario này là 2020 biển số 61 Bình Dương luôn. 150 đỏ nhám nha anh chị em. Em bán anh chị em mình với giá là 31.900.000 đồng cho anh chị em mình luôn này. Tiếp tục SH Mod màu trắng đen. SH Mod giảm tiếp cho anh chị em mình luôn này. 2019 phiên bản khóa thông minh cao cấp màu trắng đen. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, 38.500.000 đồng. Hôm nay giảm 1 triệu cho anh chị em mình luôn nhá. Okay. 1 triệu này, 37 năm này. Rồi tiếp tục. Chiếc này biển 61 Bình Dương, 38 năm cũng giảm 1 triệu luôn. Xe này 2019 khóa thông minh luôn nha anh chị em mình nhé. Okay. Rồi, Winner V3. Winner V3 27 năm. Giảm 500k cho anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng. Biển số 82 nha anh chị em. Winner V3 2023. Vâng, chiếc này là Winner X này. Biển 60 Đồng Nai, 18.900.000 đồng thôi nha. Giá cực kỳ yêu thương cho một chiếc xe Winner X nè. Vâng, chiếc này Winner X luôn, biển số 85, 20.500.000 đồng cho anh chị em mình luôn nè. Đấy, ai kết chốt nha anh chị em. Rồi, Vario 125. Vario 125 phiên bản 2022, biển số 79 nha anh chị em mình nhé. 30.500.000 đồng. 30.500. Đấy, lấy xe tại cửa hàng bán 30 triệu luôn. Okay. Xe này 2022 luôn nè, 27 năm. Rồi giảm 500 luôn là bán 27 triệu cho anh chị em mình luôn. Tiếp tục màu xanh. Chiếc màu xanh này 150 nha anh chị em, 2019 biển 62 Long An, 29 năm rồi, hôm nay em giảm 500k cho anh chị em mình luôn. Rồi, ai thích Exide 150 nè, phiên bản 2019, đèn led 3 khoang, đồng hồ điện tử nha anh chị em mình nhé. Biển số 37 nè. Em bán anh chị em mình 22.500.000 đồng. 22.500. Đèn led 3 khoang, đồng hồ điện tử nha anh chị em mình nhé. Sonic này. Vâng, ai thích Sonic mình lấy Sonic này anh chị em. Sonic màu cam đen, phiên bản 2022. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ bao công chứng 31.500.000 đồng. 31.500. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục còn Future 2015 biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, FI phun xăng điện tử 14.500.000 đồng thôi nha anh chị em mình nhé. Rồi AB này. Vâng, chiếc này là AB 2013-14 nha anh chị em mình. Màu đỏ đen, biển số 95 Hậu Giang. Bán anh chị em mình 15.900.000 đồng nha anh chị em mình nhé. 15.900. Tiếp tục màu, con này là màu vàng. Con này màu vàng đen, biển số 60 Đồng Nai nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 15.900 luôn này. 15.900. Rồi. Vâng, Vision, Vision phiên bản cá tính 2021-22 luôn nha anh chị em mình nè. Biển số 75 Huế Thương. Em bán anh chị em mình 28.500.000 đồng. Phiên bản cá tính nha anh chị em mình nhé. Phiên bản cá tính màu xanh xám rất chi là dễ thương luôn. AB vâng, phiên bản đặc biệt này, AB 125. Phiên bản đặc biệt 2022, máy 4 van, biển 68 Kiên Giang.
Em bán anh chị em mình 32.800.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục con bên này. Anh chị em nào mà đang có ý định về quê những ngày lễ thì mình tranh thủ sắp xếp qua xem xe nha anh chị em. Vâng, chiếc này Vario, AB 2020-21 này anh chị em nhé. Biển số 74 Quảng Trị. Bán anh chị em mình 31.500.000 đồng nha anh chị em nhé. 31.5. Rồi, Basic. Basic này biển số 60 Đồng Nai nha anh chị em. 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 19.500.000 đồng luôn. 19.500. Con bên này. Vâng, chiếc này Basic biển 61 Bình Dương luôn này anh chị em mình này. Bán anh chị em mình 27.900.000 đồng luôn. 27.900. Rồi, Lít. Vâng, chiếc Lít này anh chị em này nhỉ. Lít này Lít mẫu mới nha. Xe này đã bọc keo nguyên con luôn này. Và inox nguyên chiếc luôn. Xe cực kỳ đẹp và chạy rất chi là ngon luôn này. Máy móc êm zin, phiên bản chìa khóa thường 2018. Biển số 59V276473. Chốt đơn bán anh chị em mình 21.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Anh chị em ở gần bớt chút thời gian ghé trực tiếp xem xe. Anh chị em ở xa thì liên hệ qua Zalo dùm em nhé. 0971067169 để biết thêm chi tiết nha anh chị em mình nhé. Rồi, tiếp tục. Vâng, chiếc màu xanh này biển số 62 Long An này anh chị em mình nè. 125 phiên bản 2015 bán anh chị em mình 16.500.000 đồng. 16.500. Còn lít bên này. Và chiếc màu đỏ này 2015 luôn, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình 16 năm luôn nhé. 16 năm. 16 năm. Rồi, bên này có AB này mọi người. AB 2010. FE phun xăng điện tử nha anh chị em. Máy móc êm zin này, xe này biển 66 Đồng Tháp, bán anh chị em mình 13 năm. 13 năm, màu đỏ. Và chiếc này màu đỏ bạc, biển 524 thành phố Hồ Chí Minh, bán anh chị em mình 13.200.000 đồng. 200. Tiếp tục Vision. Vâng, Vision này biển số 65 Cần Thơ. Bán anh chị em mình 17.500.000 đồng thôi nhé. 2016. Vâng, chiếc này 2017 này biển 68 Kiên Giang. Em bán anh chị em mình 18.900.000 đồng thôi nha anh chị em. 18.9. Rồi, tiếp tục con AB. AB 2016 biển số 67 An Giang này, cam xám đen ba màu phối hợp này. Em bán anh chị em mình 20.500.000 đồng thôi. 20.500. Rồi, AB màu trắng này. AB trắng màu xám. Trắng này. Trắng xám đen ba màu phối hợp luôn nha anh chị em mình nhá, 2017. Biển số 71 Bến Tre. Em bán anh chị em mình 20.500.000 đồng luôn. 20.500. À, chiếc màu xanh bạc này biển số 69 Cà Mau, em bán anh chị em mình 19.800.000 đồng nha anh chị em nhé. Đây là Futureless này 2020 nha anh chị em mình. Bánh mâm thắng đĩa FE phun xăng điện tử biển số 62 Long An. Em bán anh chị em mình 23.900.000 đồng thôi nhé. Này, 23.900.000 đồng cho một chiếc xe Futureless. Vâng, đây là chiếc xe Jupiter 2015 biển số 61 Bình Dương, FE phun xăng điện tử. Em bán anh chị em mình 13.500.000 đồng. 13.500. Vâng, chiếc này màu trắng xanh cũng 125 luôn ngay chị này, biển 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 12.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Okay. 12 năm. Vâng, rồi. Đây chiếc Vision màu đỏ tươi này anh chị em mình nè, biển số 69 Cà Mau. Em bán anh chị em mình 19.500.000 đồng luôn. 19.500. Vâng, Vision màu trắng đen biển số 67 An Giang này bán anh chị em mình 17.900.000 đồng thôi nhé. 17.900. Đấy. Vision rồi, là thon gọn nhẹ nhàng êm ái và siêu tiết kiệm xăng Vision luôn. Vision xăng. Vision xăng này là biển số 84 Trà Vinh, bán anh chị em mình 19.500.000 đồng. 19.500. Vâng, chiếc này Vision phiên bản khóa thông minh luôn, biển số 73 Quảng Bình. Em bán anh chị em mình 21.500.000 đồng luôn nha anh chị em nhé. 21.5. Rồi, con bên này. Vâng, Vision này biển số 84 Trà Vinh. Em bán anh chị em mình 19.800.000 đồng luôn. 8. Tiếp tục. Vâng, Vision này 70 Tiên Ninh, bán cho anh chị em mình 19.8 luôn này. Màu đỏ. Màu đỏ tươi này, biển 70 Tiên Ninh luôn, bán anh chị em mình 20.500.000 đồng. 20.500. Và chiếc này 70 Tiên Ninh, bán anh chị em mình 19.8, màu đen nhám khá đẹp luôn nha anh chị em mình nhé. Rồi, cái này có AB nữa này, đỏ đen đẹp. AB đỏ xám đen ba màu phối hợp này anh chị em, biển 67 An Giang nhé. Bán anh chị em mình 19.900.000 đồng. 19.900. Vâng, Grander màu đỏ đô, biển số 47 Đắk Lắk. Em bán anh chị em mình 15.900.000 đồng nha anh chị em nhé. 15.900. Tiếp tục màu. Vâng, màu xám xi măng, biển số 72 Vũng Tàu. Em bán anh chị em mình 16.300.000 đồng. 16.3. Tiếp tục màu đỏ. Vâng, Vision màu đỏ tươi, phiên bản khóa thông minh cao cấp nha anh chị em mình nhé. Biển số 62 Long An này. Xe đẹp, máy móc êm zin, bán anh chị em mình 22.500.000 đồng. 22.500. Phiên bản 2019 khóa thông minh nha anh chị em mình.
Vâng, chiếc đỏ đô này phiên bản khóa thông minh luôn anh chị em mình này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này. Chốt đơn bán anh chị em mình 22.900.000 đồng nha anh chị em. 2.900.000. Rồi, còn bên này. Vâng, chiếc Vision này màu đen nhám này, biển 61 Bình Dương nha anh chị em mình nhé. Phiên bản 2017 nha, bán anh chị em mình 17.900.000 đồng nhé. 17.900.000. Màu đen. Vâng, chiếc màu đen này biển số 60 Đồng Nai nha anh chị em mình này. 2017 bán anh chị em mình 18.900.000 đồng. 18.900.000. Tiếp tục màu trắng. Vâng, chiếc này màu trắng sữa biển số 62 Long An này, bán anh chị em mình 18.900.000 luôn nha anh chị em mình nhé. 18.900.000. Màu trắng sữa khá đẹp luôn. Màu đỏ. Vâng, chiếc này màu đỏ tươi biển số 84 Trà Vinh, bán anh chị em mình 17.500.000 đồng luôn. 17.500.000. Tiếp tục màu trắng đen. Vâng, chiếc này màu trắng đen biển số 62 Long An nha anh chị em mình nhé, bán anh chị em mình 18.500.000 đồng luôn. Màu đỏ tươi này mọi người. Vâng, chiếc Vision đỏ tươi biển số 73 Quảng Bình này em bán anh chị em mình 19.800.000 đồng luôn. AB 2010 FI phun xăng điện tử các anh chị này. Xe này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn này. Xe cực kỳ đẹp nha, máy móc êm zin. 13.500.000 cho anh chị em mình, biển số thành phố này. Okay. Chiếc này biển 93 Bình Phước cũng cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, anh chị em mình thích xe nào lấy xe đó, là thích biển số nào lấy biển số đó nè. 93 Bình Phước 13 năm luôn nha anh chị em mình nhé. FI phun xăng điện tử nhé. Còn bên này. Chiếc này biển 61 Bình Dương AB 2010 FI phun xăng điện tử lên Thái nha anh chị em. Lên Thái nhé, xe cực kỳ đẹp, máy móc engine 15.900.000 đồng cho anh chị em mình nè. Rồi, bên này có Janus. Vâng, Janus màu đỏ đen này anh chị em mình nè. Biển số 66 Đồng Tháp. Phiên bản 2018 bán anh chị em mình 14.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. 4 năm. Rồi. Janus bên này. Vâng, chiếc này là phiên bản 2019-20 này, biển số 48 Đắk Nông. Phiên bản khóa thông minh cao cấp này, bán anh chị em mình 16.500.000 đồng nha anh chị em nhé. 16 năm. Noza. Vâng, chiếc Noza này biển 62 Long An này anh chị em mình nè, bán anh chị em mình 10.900.000 đồng. Màu trắng rất dễ thương luôn nha. Tiếp tục Vision mẫu cũ. Vâng, Vision mẫu cũ biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này, bán anh chị em mình 12.800.000 đồng. Màu xanh. Vâng, chiếc màu xanh đen này 12.900.000 đồng nha anh chị em, biển số 60 Đồng Nai. Con này là màu đỏ nhám. Vâng, chiếc Vision này đỏ nhám, biển số 60 Đồng Nai luôn, 12.700.000 đồng cho anh chị em mình nhé. Màu trắng. Vâng, chiếc này màu trắng biển 70 Tân Ninh 2012-13, bán anh chị em mình 12.800.000 đồng luôn. Đó, anh em nào mua thì mình tranh thủ thời gian ghé tới cửa hàng ha. Không tới được cửa hàng thì nhắn tin qua Zalo cho chị Hà. Vâng, các anh chị em ở xa thì liên hệ qua Zalo dùm em nhé, 0971067169. Anh chị em cứ vào Zalo cho em xin một tin nhắn nha anh chị em mình nhé. Em sẽ trả lời anh chị em mình trong thời gian sớm nhất. Ok. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Chiếc Surus FI trước màn hình tất cả anh chị em mình nè, biển số 66 Đồng Tháp 2014-15 nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 9.300.000 đồng. AB nữa này. Chiếc này AB 2008 này anh chị em mình nè, biển số 54 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình 8.500.000 đồng. Xe này bình xăng cơ nha anh chị em mình nhé. Vâng, chiếc cờ lĩnh này 2010 này, biển số 48 Đắk Nông này. Em bán anh chị em mình 9.200.000 đồng nha anh chị em. 9.200.000. Bên này thì có Wayanfa này. Wayanfa 2019 này. Máy 110. Vô biển số RCB. Biển số 68 Kiên Giang, bán anh chị em mình 12.500.000 đồng. Quay black. Quay black màu xanh đen khá đẹp luôn này, biển số 66 Đồng Tháp, bán anh chị em mình 11.500.000 đồng. Tiếp tục black đỏ này. Vâng, chiếc quay black màu đỏ này biển số 36, bán anh chị em mình 11.200.000 đồng. Ủa, xin lỗi, 10.200.000 đồng. 10.02 cho okay. Chiếc màu đỏ nha anh chị em mình nhé. Rồi, Novo 6 này. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 con Novo 6 nha anh chị em mình. 5 chiếc Novo 6 nè. Rồi chiếc màu trắng này biển số 48 Đắk Nông 11 năm cho anh chị em mình nha. 11 năm. Trắng đỏ đen 3 màu phối hợp nha. Bên này là trắng xám. Vâng, chiếc này trắng xám đen 3 màu phối hợp luôn, biển số 95 Hậu Giang 11.900.000 đồng cho anh chị em mình nha. Rồi, con bên này. Vâng, chiếc này màu trắng đỏ biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, bán anh chị em mình 11.900.000 luôn. Màu đỏ. Và chiếc này biển số 60 Đồng Nai này, màu xanh bạc cực kỳ đẹp luôn này, bán anh chị em mình 11.900.000 luôn này. Đấy. Okay. Anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng thì bớt chút lộc, còn ai ship xe về thì bao ship không bớt. Vâng, chiếc này 94 Bạc Liêu này anh chị em mình nhá. 94 Bạc Liêu. 11.700.000 đồng cho anh chị em mình luôn, màu đỏ đen. Rồi, Vision. Vâng, chiếc Vision màu đen nhám này, biển số 61 Bình Dương 2013.
bán anh chị em mình 12.800.000 đồng nha anh chị em, 12.8. Còn lít. Ai ít tiền hơn mình mua lít 110 này, 2011, 8.900.000 đồng nữa nha anh chị em mình nhá. Đó là toàn bộ cái lô xe bên cửa hàng 1 á. Thì anh em mà muốn xem cửa hàng 2 thì tìm lại cái clip trước nha. Ngoài ra thì anh chị bạn mua xe, đặc biệt là mua xe thì mình lại nhắn tin qua Zalo để chị giải đáp cho mọi người ha. Đấy, anh chị em ở gần thì bớt chút thời gian ghé xem xe nhé. Hai bên cửa hàng em cách nhau 10 mét thôi. Và ngày nào bên cửa hàng xe Cao Lê em cũng có rất nhiều xe về phục vụ tất cả anh chị em mình nha. Và anh chị em ở xa liên hệ qua Zalo dùm em nhé. Vâng, cảm ơn anh chị em luôn tin yêu đồng hành ủng hộ em nhé. Chúc mọi người mọi nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, luôn được bình an hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.